Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Hay, bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Ẩn số tiền đạo của tuyển Việt Nam khi đối đầu với đội Ả Rập Xê Út. Sự vắng mặt của Công Phượng cũng như lối chơi hay đến bất ngờ của Tuấn Hải khiến nhân sự hàng công từ Việt Nam rất khó đoán. Điều này tạo ra sự khó lường thú vị khi thầy Park chọn người cho trận gặp đội Ả Rập Xê Út. Tuyển Việt Nam không có tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong đợt tập trung cho hai trận gặp đội Ả Rập Xê Út và gặp đội Úc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Sự thiếu vắng của cầu thủ có duyên với các đội bóng Tây Á này có thể làm ông Park khó khăn chút ít. Nhưng bên cạnh đó, khán giả lại được sống trong cảm giác hồi hộp đón đợi quyết định cuối cùng. Ai sẽ được ông Park đưa ra trong trận đấu đối đầu với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út ngày 2 tháng 9 tới đây? Hàng tiền đạo từ Việt Nam đang có nhiều ẩn số thú vị. Trong quãng thời gian chuẩn bị vừa qua, ông Park thử nghiệm liên tục những phương án kết hợp cho hàng công. Ngoài Văn Đức, Văn Toàn đá ở vị trí hộ công, những trung phong Tiến linh tuấn tài, đặc biệt là Tuấn Hải, lần lượt được trao cơ hội. Đương nhiên với hiệu suất ghi bàn ổn định, kỹ năng dứt điểm đa dạng, Tiến Linh, người ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 với 5 bàn thắng, vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Rất có thể tuyển Việt Nam sẽ sử dụng thêm những nhân tố khác nếu để học trò chơi tất tay ở giai đoạn sau của hiệp 2, ông Park hoàn toàn có thể sử dụng những quân bài trong tay áo để phục vụ mục đích phản công. Hai cầu thủ có tốc độ cao Văn Toàn Tuấn Hải hoàn toàn có thể là ngòi nổ tạo nên sức bật lớn cho tuyển Việt Nam, gây ra những bất ngờ cho ngọn núi cao sừng sững mang tên Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu với đội U22 Việt Nam cách đây vài ngày, Văn Toàn thực hiện cú nước rút đón đường truyền vượt tuyến của Tấn Tài, qua đó kiến tạo cho Xuân Nam lập công. Trong khi đó, Tuấn Hải cũng tận dụng tốt hai đường truyền chuyển, chuyển đổi trạng thái từ Hoàng Đức để ghi hai bàn vào lưới đội U22 Việt Nam. Ông Park hy vọng với sự ổn định của Văn Toàn, Tiến Linh cộng thêm phong độ ấn tượng đến ngỡ ngàng của Tuấn Hải, từ Việt Nam có thể thực hiện tốt những pha phản công chấp nhoáng. Đến thời điểm này, có lẽ các trinh sát đội bóng Tây Á xem chừng vất vả để nghiên cứu nhân sự, sự vận hành đối thủ. Đặc biệt, quân cờ Tuấn Hải gần như trắng tinh về dữ liệu bởi lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Thầy Park cảnh giác cao độ, niêm phong sân tập tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng. Thưa quý vị, tuyển Việt Nam bước vào những ngày tập luyện nước rút cuối cùng để chuẩn bị trận đấu đầu tiên với đối thủ mạnh là Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022. Bên cạnh đó, thầy Park tỏ ra cảnh giác trước người lạ. Tối 29 tháng 8, thầy trò Park Ha-seo có buổi tập thứ hai trên đất Saudi Arabia với điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp tại đây. Từ Việt Nam chắc chắn gặp nhiều khó khăn, dù thời điểm cả đội ra sân tập là 20 giờ nhưng nhiệt độ duy trì ở mức 43 độ C, kèm cái gió khô rát của vùng sa mạc. Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia rất chu đáo khi chuẩn bị đá lạnh cho tuyển Việt Nam. Ban tổ chức trận đấu cử người mang các túi đựng đá đến sân tập để chúng ta ứng phó với cái khô nóng của sa mạc. Đặc biệt huấn luyện viên Park tỏ ra đề cao cảnh giác khi ra yêu cầu rằng thành viên của ban tổ chức nước này phải rời đi ngay lập tức sau khi mang đá đến cho toàn đội. Ngoài ra các trợ lý cũng phải đóng cổng niêm phong sân tập, không được phép cho người lạ xuất hiện trên sân. Đây không phải lần đầu tiên ông Park làm vậy để đảm bảo bí mật về chiến thuật cho tuyển Việt Nam. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, ông Park yêu cầu tương tự. Ngay cả khi tập luyện tại Việt Nam, ông Park cũng ít khi cho cánh nhà báo được vào sân tác nghiệp. Về tuyển Việt Nam, các cầu thủ sẽ còn hai buổi luyện tập trước khi có buổi làm quen trên sân vận động Amazon Park ở Tudor Rijas. Hai cái tên nữa bị chiến lược ra người Hàn loại khỏi danh sách để chốt 23 cầu thủ tuyển Việt Nam góp mặt ở trận gặp Saudi Arabia. Theo kế hoạch, trận mở màn của tuyển Việt Nam vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9 giờ Việt Nam. Thi đấu xong, tuyển Việt Nam lập tức trở về nước chuẩn bị trận đấu với Australia ngày 7 tháng 9 trên sân nhà Mỹ Đình. Huấn luyện viên tuyển Ả Rập Xê Út chỉ tập trung vào những miếng đánh tấn công. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên tuyển Ả Rập Xê Út chỉ tập trung vào những miếng đánh tấn công. Trong buổi tập ngày 29 tháng 8, huấn luyện viên Harvey Renard của tuyển Ả Rập Xê Út tập luyện những pha phối hợp ở hàng công nhằm chuẩn bị trận đón tiếp từ Việt Nam tại lượt đấu bảng B vòng loại 3 World Cup 2022. Theo lịch, tuyển Ả Rập Xê Út gặp Việt Nam trên sân nhà Emson Park Riyadh diễn ra lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Trước đó, sau khi tập trung, các cầu thủ của tuyển Ả Rập Xê Út bắt đầu bước vào tập luyện ở sân Prince Fransai cũng thuộc thành phố Rijas. Theo báo giới địa phương, mặc dù số ngày chuẩn bị ngắn nhưng Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út SAFF không quá lo lắng khi mà huấn luyện viên Reynard đã xây dựng đội hình lối chơi ổn định từ vòng loại thứ hai World Cup 2022. Vì vậy lần này tuyển Ả Rập chỉ tập trung vào việc phục hồi thể lực và các bài phối hợp nhóm trên hàng công. Các buổi tập của đội bóng Tây Á thường mở cửa cho giới truyền thông khoảng 15 phút đầu. Theo tờ Anjoum, trong buổi tập hôm 29 tháng 8, chiến lược gia người Pháp cho cầu thủ tập nhiều bài phối hợp tấn công, đặc biệt là chú trọng đến đường truyền cuối cùng và dứt điểm. Tuyến tiền vệ được xem như điểm mạnh của tuyển Ả Rập Xê Út khi mà đội bóng này sở hữu hàng tiền vệ với nhiều tiền vệ tấn công có thể chớp thời cơ ghi bàn rất tốt. Salman al Fraji đội trưởng, Fahmat Al-Mughalat, Abdurrahman và Garib Saman al -Dashari. Sức mạnh tuyến giữa phần nào bù đắp cho hàng tiền đạo khi mà ông Renard không có trong tay những chân sút tốt nhất. Trong 25 cầu thủ triệu tập lần này, nhà cầm quân người Pháp chỉ gọi hai tiền đạo Abdullah al haddan Saleh al những người không thường xuyên đá chính ở câu lạc bộ trong nước. Sau khi vượt qua vòng loại thứ hai, huấn luyện viên Renard vẫn được nhiều sự ủng hộ từ SAFF khi áp dụng mô hình huấn luyện viên Van Markwick từng giúp Ả Rập Xê Út giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018. Trong buổi tập ngày 29 tháng 8, Ả Rập Xê Út được Chủ tịch Hội đồng Quản trị SFF Yasser al và nhiều quan chức khác đến tận sân để động viên. Tại đây, ông Yasser al nhấn mạnh tầm quan trọng của vòng loại thứ ba World Cup nên đòi hỏi các tuyển thủ phải thực sự tập trung và nỗ lực gấp đôi. Câu lạc bộ Hải Phòng nợ gần 18 tỷ tiền thuế có nguy cơ bị loại khỏi V-League 2022. Thưa quý vị và các bạn, VFF vừa có văn bản đề nghị Câu lạc bộ Hải Phòng khẩn trương thanh toán gần 18 tỷ tiền thuế để đảm bảo tiêu chí được cấp phép tham dự V-League 2022. Mới đây, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF đã ký công văn gửi Câu lạc bộ Hải Phòng về việc đề nghị hoàn thiện tiêu chí tài chính. Trong công văn có chi tiết ngày 15 tháng 7, VFF nhận được công văn số 301 CV CLBBD của Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Báo cáo về việc câu lạc bộ này có khoản nợ 17 tỷ 720 triệu đối với chi cục thuế thành phố Hải Phòng. Trong khi đó, căn cứ tiêu chí tài chính cấp phép cho các câu lạc bộ bóng đá của Liên đoàn bóng đá châu Á, đơn vị xin cấp phép phải chứng minh không có khoản nợ quá hạn đối với nhân viên, cơ quan thuế, bảo hiểm tại ngày 30 tháng 6, trừ trường hợp đến ngày 31 tháng 8, đơn vị xin cấp phép đã thanh toán hết các khoản phải trả hoặc được bên cho vay đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ. Do đó, VFF đề nghị câu lạc bộ Hải Phòng nộp chứng từ thể hiện đã thanh toán khoản nợ hoặc trên văn bản tri cục thuế Hải Phòng đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ lên hệ thống cấp phép trực tuyến. VFF cho biết hạn cuối để câu lạc bộ Hải Phòng hoàn thành những việc trên là ngày 10 tháng 9. Và như thanh niên đã thông tin, mùa giải 2021, câu lạc bộ Hải Phòng là một trong bốn câu lạc bộ không thỏa mãn các tiêu chí cấp phép do AFC đặt ra. Quy chế cấp phép của AFC quy định không được áp dụng chính sách ngoại lệ đối với đơn vị xin cấp phép có từ 3 năm liên tiếp trở lên, không đáp ứng cùng một tiêu chí hạng A bắt buộc. Chỉ khi đơn vị cấp phép đưa ra các biện pháp cải thiện, khắc phục tiêu chí chưa đáp ứng có tính khả thi. Trong công văn VFF thông báo câu lạc bộ Hải Phòng đã có trên 3 năm liên tiếp được áp dụng chính sách ngoại lệ do không đáp ứng tiêu chí hạng AF04 khoản nợ thuế. Căn cứ điều 25 quy chế cấp phép câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, nếu đơn vị xin cấp phép không đáp ứng tiêu chí hạng A thì không được cấp phép tham dự giải thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hoặc giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC. Chính vì vậy nếu câu lạc bộ Hải Phòng không sớm hoàn thành những việc mà VFF yêu cầu, rất có thể đội bóng duy nhất của Hải Phòng sẽ không tham dự V-League 2022, dự kiến khởi tranh tháng 2 năm sau. Vào tháng 4 năm 2021, câu lạc bộ Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chuyển giao cho công ty cổ phần Sông Hồng điều hành. Đây là doanh nghiệp do ông Trần Văn Hoàn hay còn gọi là Hoàn Pháo, một cổ động viên nổi tiếng ở thành phố Hải Phòng làm chủ. Tuy nhiên Hải Phòng sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí cho đội bóng như trước đây. Mọi năm câu lạc bộ Hải Phòng được cấp 40 tỷ, nay là 50 tỷ để hoạt động. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.